Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Bữa nay mình làm món chả giò ghế nha cả nhà. Ở đây mình có chuẩn bị 1 kg tôm xong mình lột ra rồi, 2 kg thịt nạc dai. Ở đây mình có chuẩn bị bánh tráng ghế, 10 bịch bánh tráng ghế với nửa ký đậu phộng giúp mình gan để mình ăn với bún. Chuẩn bị khoai lang, khoai cao, cải đỏ, củ sắn, rau thơm để chút mình ăn với bún chả giò. Rồi giờ lấy thịt mình sắt. Nó dính một miếng mỡ. Này nạc dai. Cái hành này, dạ, ngọt cái này, còn củ sắn chưa? Củ sắn tôi từ nói anh đi, củ sắn tôi nói là không có gọt vỏ, mình rửa sạch thôi để hồi bào cắt ra đặng ra, cô tư nạo đặng để nay anh Nghiệp nghỉ học rồi sao anh không rủ chị Hương vô chơi luôn anh đi? Chị Hương bận học rồi. Hình như chị Hương nói là Hương thì sao Hương vô đúng không em? Chắc vậy. Tuần sau Hương vô chắc thấy em không vô được bác chị ơi. Sao tuần sau nếu qua ngày sau là em thi giữa kỳ. Cái khoai lang họ từ từ không gì chị thấy nó khả nó coi chừng đứt tay nha hai đứa. Tôi lấy củ khoai này làm cái gì ta? Cái gì ta? Để vô như thế này. À, đầy đủ quá. Màu hay sao ta? Chị không biết luôn. Nghĩ là sắc đó chị ơi. Tại bình thường chị thấy trong nhân của nó chế không có cái khoai này. Em biết nữa hồi tôi làm xem mình biết. Chả ghế này là của người Huế đúng không chị? Hình như là vậy á bây. Giờ lấy củ sắn để chị chẻ ra cái cưng bào nha bi. Dạ dạ, chẻ em đâu đi chị? Chị cắt cái này ra cắt. Trời ơi nó dài như cái đuôi vậy á. À cái ghẻ. Ừ. Làm hỏi mình trồng củ sắn làm mất mình cũng nhỏ giống vậy luôn. Mà củ sắn của mình chắc nhỏ xíu rồi bi ơi. À trời ơi nó gớt. Chị để bên đây nha. Hết 4 củ luôn. Bà hẹt nước đúng không? Ừ. Được, bữa nay chú Nghiệp vui quá. Thì sao có Hương là đông vui lắm cái gì. Ừ. Tới thì tới nữa hả bây? Thì tới. Mẹ em học bài nè, em vô đi ăn rồi sao mẹ. Ừ. Có một bữa mà. Dạ. Trời ơi, nó cứng. Bỏ đây đi, hồi lên rồi. Ừ. Trắng tươi. Cứng ghê chị. Ê, cưng cạo á. Cạo từ từ thôi, cái nào cứng quá cưng cạo từ từ, nhẹ tay thôi nó lên hết rồi.
buổi sáng mình chậm cũng bự. Khó. Không? Không có đâu, còn đâu á. Không biết nữa, bữa nó có bông rồi đó, đó giờ chị chưa trồng không biết nữa. Chị cạo phụ cho. Cạo bánh thau này đi. Nè. Ừ, nó văng nước mà. Hai chị em mình xắt khoai ha. Để em cắt rồi em xả ra đi rồi chị cắt lại. Vậy đi. Mầm nhỏ là đi đặng chiên á. Làm chín. Đặng mình chiên cho nó chín luôn. Chiên chín luôn đi rồi làm nhân nha. Chiên nó mau. Nó không bị sượng sượng. Nó kêu kêu. Để khoai sống thôi chiên. Không được chín ăn đó. Hơi tăng tăng. Để đây nè. Rồi giờ mình cho hành tỏi băm nhuyễn vô. Này thịt mình băm nhuyễn rồi. Rồi giờ mình cho hành tỏi phi thơm vô. Cho vô một muỗng đường. Hạt nêm. 1/4 muỗng bột ngọt. Rồi mình trộn lên. Mình bằm nhuyễn mình đổ chung vô thịt luôn. Rồi, trộn lên. Này là tôm thịt. Bây giờ dắt củ sáng cho cô Tư luôn. Một que. Giờ mình đắp chảo lên để mình để dầu vô chiên khoai. Để dầu vô chảo. Mình lấy khoai chiên. Dầu cũng chắc cũng nóng rồi. Giờ mình để khoai vô. Rồi khoai cũng chín rồi, mình vớt ra. Khoai chín thôi. Vàng quá không ngon. Rồi tiếp tục mình lấy nữa. Nhiều nhiều đi cho nó mau.
thịt với tôm mình ướp nãy giờ cũng thấm rồi. Giờ mình cho củ sắn dắt khô rồi đâm nhuyễn rồi, mình cho vô. Rồi cho ít cải đỏ vô. Rồi cho thêm nấm mèo vô. Rồi kế tiếp mình cho đường vô thêm. Cho vô 2 muỗng đường, 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt. Rồi cho hành tây mình xào thơm. Rồi mình trộn lên. Nhưng chả giò có rau củ mới ngon. Giờ mình hốt khoai cao với khoai lang chiên giòn. Mình chiên cho chín nè. Rồi mình để vô. Rồi trộn lên. Nó giòn mấy cái trộn hồi nó thấm. Thấm nó dịu lại. Mình cho ít gốc hành vô, thêm ít hành lá, hành lá băm nhuyễn, cho ngò gí vô, cho tiêu vô. Rồi trộn đều. Rồi nhân đồ cũng xong hết rồi. Bây giờ em với chị với mấy đứa nó gói hay đưa cái muỗng, chị đưa muỗng em đi. Rồi em quấn trước một cái cảnh nào mà cho nó vừa á. Bánh này người ta làm khéo quá. Bánh này người ta làm khéo quá hay. Có miếng lá ở dưới nữa nè, miếng cao su. Để vậy luôn đi hai chưa, để em quấn thử một cuốn coi. Em quấn thử. Để em xếp vô vậy nè. Em thấy người ta cuốn vậy nè. Mẫu đi. Để em làm thử một cuốn coi cỡ nào hả. Mỗi khi cuốn bánh một muỗng đầy vậy đi. Cuốn bánh là gì? Bánh bía. Bánh bía. Bữa nay cuốn bằng bánh ghế. Bánh ghế là mình quấn khác với lại bánh bía. Bánh bía thì mình xếp hai đầu. Hôm nay mình xếp một mí vậy cho nó nằm lên. Cái bánh ghế này nó thưa. Cái lỗ nó thưa. Bỏ cái miếng này ra đi. Tính để miếng này mà. Mới lần đầu tiên mình ở đây mình có bánh ghế. Để cho nó có cái mí đó nó nhập được vậy một chút. Rồi thành được một cuốn. Đó, như vậy. Là mình để xuống dưới này nằm xuống cái mí xuống đi. Cho cái mí nằm xuống. Nó chiên rồi mình hả nhúng bột mình đắp cái mí. Vậy đó, thấy vậy con làm được chưa? Cả này vô luôn ha chị hai. Đó. Lấy cái muỗng một muỗng đầy vậy đó cho nó đều. Nó tròn trịa với nhau nữa cho nó đẹp. Quấn chặt đi mình chiên nó cũng đẹp nữa. Tới không cô đẩy xích qua. Bây giờ lấy. Bông hành ơi, nghe đồn cô muốn chả giò heo đúng không? Dạ, thường em cuốn là em cuốn bằng bánh bía chứ không cuốn bằng bánh ghế. Cuốn thử cho coi, đi coi. Bữa nay làm thử cái bánh này coi, cô bánh ghế gì giờ mà mới này ta cuốn bánh ghế đẹp lắm, ngon lắm. Chiên nó mau nữa. Bóp cho cái nhân cho nó dễ giặt lại nha con. Dạ. Tự cái tay mình nè, mình có mang bao tay rồi mình sửa lại đi, mình sửa lại cho nó đều, cho nó tròn trịa lại. Cho nó có lỗ. Nó là người ta kêu bánh ghế đó. Cái bánh này chứ người ta làm cô Tư thấy khó lắm á, người ta gây nó lâu lắm đó. Có nhiều người ta biết người ta tự làm luôn á, người ta tự làm bột luôn. Dạ con, xong rồi cái cuốn này chắc cũng vừa hay cô Tư. Dạ. Của con hơi dài rồi đó Ngọc ơi, mà hơi bỏng á Ngọc. Con được rồi nè. Dạ. Cô Tư được chứ cô Tư. Được, quấn chặt đó nha con. Cô Tư. Của con Thành nó không được chặt rồi Thành ơi. Quấn chặt lại con ơi. Con vậy là bị bung đó. Của con Ngọc thiệt dài quá. Con cho nó, con đi từ từ cho nó sát đó. Cô chắc hơi nhỏ.
Cái chị hai thì hơi nhỏ rồi. Bốn người bốn kiểu. Cô hai hơi nhỏ rồi Bi ơi. À, không sao cô hai ơi. Ừ. Cho nó nằm cái mé chở xuống đó chị hai. Ừ. Thôi không ai lấy kem mà cái nào làm mẫu một cái đi. Ờ. Nhưng bữa nay ngon quá nó dẻo. Bớt cái nhân lại ha. Ừ. Nhân này nhân rau củ tôm rồi nó ngọt. Ừ. Ngon lắm. Nhưng này mà mình mua cái chả giò ghế ở siêu thị mắc tiền lắm á. Bánh ghế là bánh của người Huế không phải con ơi, cái kiểu bây giờ mình nam mình ta làm chứ mấy người ta chiên người ta làm bán á, nay người ta làm mẫu này mai làm mẫu kia vậy đó để người ta bán. Người thì thích chiên bằng bánh bía. Bánh bía đậu xanh, cái này hơi dài. Rồi lấy tiếp. Ồ, cái này nó có cái miếng bọc này chứ nó làm lâu lắm chứ không phải mau đâu. Cái bánh ghế này nè. Bánh này nó có mắc hơn bánh bía không làm? Nó cũng giá vậy hả chị hai? Vậy hả? Nó cũng tương đương giá vậy à. Cái bánh bía hình như là nó ngon hơn, cái nó như có bánh bía đậu xanh gì đó, nó giòn nó thơm hơn. Còn cái này người ta ghê vậy, mình thấy bột không à. Mà cái này ta ăn nó tan trong miệng luôn. Con thấy cái này trên mạng người ta làm á, bị cong lắm luôn á. Người ta có gấp á, người ta có bột dạ, rồi ta gây. Ta gây xuống từ từ. Mà lâu lắm con ơi, lâu lâu mình mới ăn, mình mua cái này. Dạ. Tôi thích bánh này, lâu lâu cũng đổi món nữa. Cô hai làm cũng đẹp ha. Dạ. Bí đẹp không? Dạ, cũng được. Cũng được. Cho con cái dài, một cái cực được. Ngọc nó lùng mẫn làm cao. Thành làm được chưa? Dạ được kìa. Bánh này khác với bánh ở nhà con. Cô Tây làm khác hơn nhà con. Cô Thành này có trẻ nhỏ. Tôi này có chảy ghế. À bò bía. Bò bía. Tám á, là một người nắn nhân. Một người nắn đục nhân vậy nè, nắn cho nó đều tay. Nè, vậy nè, không á thì nè nắn vậy nè. Nè bỏ vô nắn lại vậy nè, cho nó đều tay nè. Con làm cũng được này cô Tư. Ừ, đẹp rồi đó. Nó cục nhân này cô Tư làm dẻo lắm nè. Đó, cái nào không ấy thì con để vô tay con bóp luôn cũng được. Nó có cục nhân cho nó dễ dặn. Yeah. Rồi mình chiên mình ăn nó ngon. Yeah. Từ từ ai cũng làm đẹp hết. Làm hồ quen tay hả? Mới chứ hồ quen tay là đẹp hả? Bánh này là bằng bột gạo hay gì đó. Bột gạo có nghe. Đừng cho nó khô với lại nó không dính nhẹo với nhau nè. Dạ. Cái bánh này á là con lấy ra cái nào con xài cái nấy. Dạ đúng rồi. Ta làm vậy nó tiện hết sức luôn. Mà cái này cong lắm đó con. Ta làm vậy là trời nó cong lắm luôn. Mà ra đâu cũng đâu có mắc gì đâu. Mình chỉ có 7,000. Vậy là nó bằng cái bịch là bánh bía. Bánh bía kia bánh ngon là 8,000 đó. Bánh ngon là 8,000. Như bánh đó cũng có 2 lẩu. Được không Bì? Cô Tư để lại dành cho. Buồn con mặt dài quá Ngọc ơi. Đâu cái của con bằng mấy cái này. Tại cái này nó hơi ngắn á. Lùng mà sao làm vàng. Nó vậy chứ quấn cũng mau đó Ngọc. Nãy giờ cũng nhiều như thôi rồi đó. Cái chừng quấn không hết bánh. Không thì mình làm nhân hơi nhỏ lại. Thank you.
Ôi, gao tới giờ nó héo luôn rồi mấy đứa ơi. Trưa nay nắng nóng quá mà chị. Thật ra chị ơi. Chờ cô Tư chiên bánh là ăn. Đói bụng chưa? Dạ đói chưa. Ôi, cái này để lộn rồi Ngọc ơi, cứ bẻ ngoài đi. Thành có đói bụng không? Rồi dạ, vô nhà, đói. Lấy cơm đồ ăn. Dạ. Chờ món cô Tư luôn ha. Dạ. Hồi chứ vậy rửa nó tươi lại à. Dạ. Chỉ có mấy bụi gì ra, rau diếp cá nhà nó lên này nè. Cũng được nè, hồi rửa lên nó tươi tốt lại. Rồi bữa nay nóng mà nóng như ta. Mưa sợ sống xét á. Nắng hai đuối người luôn á. Ừ. Bữa nào trời nắng thì nắng quá. Ôi trời nó cũng dịu lên rồi kìa. Dạ. Không mà thấy chuyển mưa mà chuyển mưa. Nó dịu được xíu rồi lại nóng nữa rồi chị ơi. Trời chuyển mưa rồi kìa. Trời trong xanh. Không có chỗ chuyển có cục đen đen nè ha. Kìa, nó nói kìa bây. Nơi trong xanh luôn. Lẹ ăn này. Nó bụng rồi. Tôi làm món này là món luôn. Với nước mắm mà tôi làm. Rồi giờ bắt chảo lên để chiên chả giò. Rồi đổ dầu vô. Bỏ nhiều nhiều dễ chiên. Trời ơi nó cháy thì nó cháy. Cái ngọn lửa ra đây không. Tôi sắp sôi rồi. Giờ mình lấy chả giò này mình chấm bột vô mình chiên. Chấm cái mí nữa. Rồi giờ để thử mình cuốn coi ra sao đây. À cũng được rồi đó chứ. Rồi tiếp tục nữa. Thấy vậy mà bánh này nó cũng dịu lại, cũng ngon quá nè. Mới lần đầu chiên bánh ghế nè. Trước giờ chiên bánh nè, bánh bò bía. Đi vô đi phụ chứ làm. Vậy chị coi chị chở đi ha. Ừ. Em chấm rồi, em chấm bột cho. Từ từ nha. Cái bánh này thì mình chiên mình phải. Cái này nó hơi mỏng. Màu mỏng thì mình đắp bột thêm vô. Trời này ui ui mà nó hầm quá trời hầm luôn. Em đổ mồ hôi luôn á. Chị đừng có chở sớm hay để nó nằm vậy chút xíu bung lên hả. Ồ, tới còn bận chiên hả cô Tư? Ừ, chiên rồi. Con phụ được cái gì vậy ta? Giờ con phụ gì đây? Con lấy cái gỗ đồ lại đi bi đặng dạ, chút. Dạ. Với cái vợt đồ á, cô hai chiên vàng cái cô hai lấy ra. Cô lo cô chấm mí thì cho cô hai chiên. Để đây nha cô Tư. Rồi. Vậy thôi giờ con phụ chấm mí cô Tư đi. Chấm được không Bi? Dạ được. Được thì chấm đi Thải đi. Con làm thì tự cũng được à. Vậy đây nè, cái muỗng đây nè. Dạ. Con coi cái mí đó, con sửa. Với lại chỗ nào mà bột mà ố cái nhân mà nó hơi lòi á. Dạ. Con chấm cái miếng bột qua đó. Cho nó không bị bể ra. Nhấn đây. Rồi. Cái vàng là được đúng không? Ừ, nó vàng nó chín. Nó vậy chứ vậy cái gì? Được. Cô kiểm tra lại mới được. Cái mà nhân đồ cô xào chiên khoai đồ cô chiên chín hết rồi. Yeah. Mà thịt với tôm này nó mau lắm. Để vô nó sôi, dầu nó sôi nóng rồi nó mau chín lắm. Chiên này chắc giòn ngon lắm. Mình bỏ chiếc lên. Này giống như là bánh tráng lưới vậy ta. Cái dạng cái tông này thôi. Ừ, giúp thì cắt. Chị lấy cái đạt cho cái vợt nè ha. Nè, cái nào mà chị thấy thì chị nó vừa, chị lụm ra, chị bỏ vô cái vợt. Em chiên dầu nhiều cái chảo lớn thì dễ chiên.
Nè, vậy nè là con phải tha vậy nè. Đó. Chỗ nào mà thịt nó lòi á, cái lòi nó chấm đó là đắp bột vô. Nhìn nó cũng ngon quá nè làm. Đó chị, đưa em coi hai mấy cái dừa dừa vàng mà chị lấy ra đi ha. Tôi không chưa điện. Chưa. Tha để lên đây hồi tôi lấy nha. Từ từ không tha là phải để vô hả? Đừng có để vậy. Tha bơi cái nào là để vô cái nấy. Một chút xíu thôi cô từ ngồi cho con ngồi thích qua con phải để vô chứ đâu có tha cái nào là để vô cái nấy liền. Cái nào con ấy cái miếng ra. Ra đây ha. Được không? Được thì em làm cho. Chị tha với thằng Bi về được không? Được. Em coi cho nó. Cái này vàng rồi anh ơi. Chị lấy cái vợt cái đi hai. Vớt luôn. Ừ. Vậy đó. Nếu nó vàng đó là chị lượm ra hết đi. Chín rồi. Cái đó vàng luôn rồi đó, chị lấy ra đi. Sửa đồ lại cho nó đều đặn nó bây. Kéo nó có sửa lại con. Có cái nó không được tròn chị ơi, đó cái mình sửa lại rồi mình thêm bột rồi vô cho nó đều cái cuốn lại nó mới đẹp. Cô Tư rồi đó đám cũng vậy gì. Quấn nhiều người quá làm đâu có đều. Cái chuyện mình chiên mình phải sửa lại. Ừ cái này giòn nè cô chỉ cho vừa vậy đó là cái miếng là con bột con vừa kéo qua thôi. Dạ nè nó lòi như lòi như con trắng cũng mức độ nhiều để nó quá nó đẹp này thì gấp rồi mình nghe nó có cái độ giòn. Cái này nó bông lên nó giòn đang nó tan trong miệng của cô hai. Nó dính lại nó không có lòi. Thank you.
bữa nay đông vui quá chừng luôn rồi. Một mâm chả giò luôn đó, mặc sức mạng đi con. Chả giờ là chia nè, chia tô qua đi chị ha, chia rồi cho mấy đứa nó được. Ngọc ơi, nè anh ở đây nè, anh đưa cho Thành đưa đi. Đây đây đây, xúc cho mình này con. Bữa nay có thằng Bi đông vui, đông đứa. Đông đủ rồi, thiếu Hương là sao có Hương là đông đủ của cô Tư. Đây con. Trời ơi, nguyên một nia luôn. Đây, đũa nè hai. Chia cho Bi với con. Quá trời muỗng, đứa có muỗng cho Thành. À, đưa cho Thành với cha đi. Rồi. Mời cả nhà cùng ăn bún chả giò ghế với mình nha. Mời cả nhà cùng ăn với con. Mời cha mẹ, mời cả nhà nha. Mời mấy hai luôn. Quá đông rồi, mời mỗi người mấy câu đi. Cả nhà cùng ăn với con. Mời cô hai, cô Tư. Để giờ chị Tư nói cho con câu nha con. Được không? Rồi giờ mời cả nhà cùng ăn với con. Gấp cho cô hai trước đi. Đây, con gấp cho cô hai. Gấp cho cô hai. Bún nhiều không? Vừa vừa biết rồi. Cái này nha. Lên chút nữa đi. Cô hai đói bụng rồi, cô hai ngày trưa không ăn cơm, cô hai đang ăn bún. Quá trời rồi. Đây nè hai, có bún chưa? Có bún rồi nè. Đã đè hết rồi lấy ở đây. Ăn nghe Hành, đừng ngại nghe Hành. Mỗi khi là bún ăn không hết, là bữa nay đông đứa quá. Hôm nay không có ăn hả? Này thiếu Hương hen. Có ăn Hương nữa, hôm nay bún ăn Hương nữa là chảy heo điện. Gần tôm tiên dài nữa mình ngồi đâu đó. Cái này có cái bụng giặt đấy, bụng giặt cây đó. À, nó ngồi. Vậy là đúng rồi, mình ngồi ở đây cái mình chảy cho hai đứa nó ngồi nhé mà. Như cái sân khấu rồi hả? Trời đại quá gì vậy? Đây nè, xà lách nè. Tết á, Tết là có tụi nó chan nữa nào con lắm chưa? Gấp trái giò vô. Xà lách, cao. Để cho gấp. Chơi giò có chị gấp chưa? Để được rồi chị. Mày ngon con. Đây. Rồi giờ chan nước mắm vô. Trời, nước mắm mẹ làm ngon quá. Làm nước mắm củ kiệu. Thêm một giá nữa, nước mắm này nó hơi lạc, vừa ăn làm kiểu chan bún mà. Cho miếng đậu phộng vô. Rồi. Chan này cô hai ơi. Đó giờ chị hai chan đây, có đậu phộng vô nữa nó thơm. Nè đưa sẵn em gắp đậu phộng luôn cho nè. Ừ, gắp đi. Rồi chị hai rau nhiều vậy. Chị gắp tới đây, chị gắp chả giò cho nha. Cảm ơn chị Ngọc. Rồi nè Bi ơi. Nha, vậy con. Ủa anh, muỗng có chưa? Có vậy hả? Có muỗng nữa hả? Đây, cái muỗng rồi, ăn gì ăn? Muỗng đũa đây, có gì ăn gì ăn? Ngọc, muỗng đó nè con. Dạ. Gắp phỏng lên. Ngon quá. Thơm, cô hai ăn đậu phộng thơm quá. Đường phộng thì cái nước miếng nè. Chọn lên. Để chị Ngọc đi ăn chung luôn. Ôi, chan canh có chữ ngồi mặn nha con. Tại con nghe cô Tư nói nước mắm này nó lạc. Con gắt thêm miếng đậu phộng lên nữa. Hôm đó ăn Hương đó, ăn bánh cuốn á. Cái chừng tưới, cứ gửi nước mắm hồi nó cô Tư là bánh cuốn hơi mặn. À, hình như cái muỗng này của con luôn đúng không ta? Dạ đúng rồi chị. Muỗng này chưa có mà... Thôi em ăn đủ không có ăn muỗng. Dạ. Rồi thôi trộn lên ăn. Mà cho đi nhiều. Từ từ hết mình thêm nữa. Chén nước miếng này có hai rồi. Hai cái này nó kết hợp mà nó thơm quá. Hai, cho chén nước cho mắm trước đi cha. Bữa nay cho ăn nước mắm củ kiệu. Nước mắm củ kiệu mới thơm á. Nước mắm này tới con. Hai Thành đi chị chan cho. Dạ. Ôi tôi cũng Thành hấp dẫn quá. Đem ở đây mắm nè. Ở đó đi còn hồi cưng cháy thêm nha. Khách nói gì mà ăn yếu ớt quá. Vậy chứ nói thay nó vậy đó rồi sao mà ăn nhiều được. Từ từ mới lên được. Thôi trộn lên đi cha. Gác lên. Gác lên đây nè. Quá trời ngon rồi Thành ơi. Con không thích ăn đậu phộng nhưng này con thích ăn gì thôi à. Nó trộn lên. Trời ơi. Dưỡng Tư có rồi con. Có rồi, để đây được con. Thôi mời cả nhà ăn bún với chả giò. Chả giò ghế. Bữa nay là ăn chả giò ghế. Yeah. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cứ Tư, Tư có ai ăn bún. Ủa rồi chả giò đâu không thấy Thành. Có không Thành? Nè. Mời chị Ngọc với Thành. Rất nhiều ăn đi. Ăn đi. Không ngại. Rồi ăn đi Ngọc với Bi ăn nha. Yeah.
nó bắt quá trùng bắt luôn. Chọn lơ chọn. Ừ. Con mèo hay thiệt. Ngon quá. Đúng quá không? Thịt mắm dừa. Quá trời ngon hả? Dạ. Trời ơi, con này ngọt quá trời ngon luôn á. Thôi ngon quá à. Ngon quá. Vừa ăn ha. Con thích ăn rau. Ăn gì là nhầm đó nghe. Ăn gì là nhầm lắm đó nghe Thành, được biết không? Biết nhầm là gì không? Dính hả? Nhầm rơ. Nhầm là biết gì không Thành? Là ngon. Nhầm là ngon đó. Hiểu không? Con thích ăn cái này là nó thiệt là nhiều rau. Bún này nhỏ nhỏ con ăn ngon ha. Dạ. Ngon quá. Cái giò nó giòn ghê luôn. Đúng rồi. Cái giò vừa ăn luôn á. Cái giò này là miếng chua ngọt của kiểu này rất thơm. Cái này chả giò này á, nó lâu hết giòn hơn rồi cái chả giò bía, bánh bía. Mà nó lạt hơn á, mẹ làm nhân gì vừa ăn nó không có bị mặn. Dạ. Cái bánh bía hình như là người ta có ướp gia vị và ta có nêm vào rồi đó. Cái bánh bía cái da người ta có nêm rồi. Còn cái này hình như là bột không à? Bột không nó lạt. Dạ. Mà cô biết ý, nếu mà cái bánh bía hen mà nêm là cô biết ý là cô phải nêm lạt cái nhân. Là nó mới vừa ăn đó, mình quấn là nó vừa ăn cũng thôi hay bị cứng mặn lắm. Dạ. Này cái món này bà Hằng Thành cũng thích nè. Nhà nó hay quảng cáo con là nó quấn chả giò hay lắm nè. Em quấn bằng chả giò, cái bánh nè. Bánh bía. Dạ. Còn này là bánh ghế. Dạ. Mà mỗi loại có đều có vị ngon khác nhau ha. Quá giòn luôn. Ăn này con gấp từ từ. Ăn người ta nhiều quá. Ừ. Ai vô ăn nó giòn. Còn trong nước mắm hơn nó mềm. Cái này nó mềm hay gì nè? Mềm. Vô không ăn nó mềm chấm. Thơm thơm. Mình làm hai lăng, hai cao mà nó cũng bùi rồi, khỏi đậu xanh. Đậu củ ngon. Dạ, đậu xanh nước cực quá. Cái đứa này nó quá thay kim. Ngon chưa? Tội nguyện cho Bi. Mấy cái món này là món Bi nó ưa không à. Mà dễ nuôi lắm. Món nào Bi cũng khoái hết ha. Đúng rồi. Mà Bi dễ nuôi. Con nào có béo béo mà nó thấp không? Chiên rồi đó. Bán cô Tư làm thì con khoái nhất. Mốt cô làm bán cho. Dạ. Cái nước mắm này như cái nước mắm mà ăn cơm sườn nó khác nhau mẹ. Nó là nước mắm cơm sườn thì nó cũng mặn ngọt, cũng nấu vậy. Cũng vậy à, cũng giống như mẹ làm vậy hả? Ừ. Ta đường ta nấu lên, nấu mặn ngọt lên rồi để tương ớt vô. Mình ăn như mình pha. Nhưng mà hôm nay nước mắm cô Tư bỏ cô Kiệu luôn, nó ngon hơn cô Tư. Ừ. Dạ nó thơm. Cô Kiệu ngon hơn của cái đỏ, đúng rồi. Cô Kiệu thơm. Vậy mà mốt rồi mẹ làm củ kiệu nhiều nữa. Ừ. Hạnh Dương đậu phộng nữa không? Kiểu rồi. Ừ. Mèo ơi, bữa nay cái này cũng khó à. Nhìn cho mèo. Ừ. Bún này con nhỏ nhỏ không không quá. Bữa nay đông người cũng nhanh mà cũng tới chiều quá mẹ. Làm từ từ để tìm cái cuốn nào của Thành cuốn không ta. Ừ. Cuốn cục cục là Thành hay ra cục cục vuông vuông là của nó đó. Cơm mà bự á. Mà cũng đều phải chứ. Hôm lúc trước muốn mua bánh ghế vậy là ở đây không có. Sao giờ mới phát sinh lên là có nhiều á. Hiện đại rồi mà tiêu dùng quá nè. Có dùng là ta ăn không? Ăn cái này không nè. Ăn cái chỗ dầu ghế á. Mà chùa em bán chả dầu ghế nó có cuốn rất ăn đi mà ngập chiên lên nó rất dầu không à. Ừ đúng rồi, trong quấn thêm không. Trời ơi, người ta quấn nó bọng lắm chứ quấn như cô vậy nó chặt chẽ một cục thịt nó bự lắm. Hình như là mua ở trong mấy chỗ cái viên chiên đúng không chị hai, gấp đi là trong quấn thêm không thôi mà. Dạ. Là cái cuốn nó dài với là nó nhỏ thôi. Đúng rồi, như khoai môn mà sao cũng ướp.
ướp theo kiểu mà mặn như mặn á mẹ, không phải là như ngọt nha. Với quỳnh thánh nước chả giò ăn đi con. Dạ. Gấp tới rồi, không gấp cô Tư gấp chưa? Mẹ tết rồi con còn. Đừng có ăn nhín nhín nghe. Mặn ơi. Ăn nhiều vô. Mình ngồi nó nhẹ nhàng. Mắc cả. Chiều này mát mẻ ha. Thành bữa nay không mưa à? Không sớm mình trời nắng thầm thiệt vậy. Hồi trưa là nắng mình muốn nóng cái đầu luôn á. Gà nước mắm mà tìm miếng bún giật. Cái nào cũng ngon á. Miếng bún vậy. Giá dù ngon quá. Ngọc lấy ăn nó đi nghe Ngọc. Dạ. Dạ chị Ngọc này không sức mình cuốn á. Bị một tô quá không? Qua tô thứ hai. Ăn qua thứ hai hết được ăn món của tôi. Từng lễ ăn được ngày. Mới thứ hai là lại đi học nữa rồi. Dạ đúng rồi. Bởi vậy nó bữa nay cho nó ăn cho đã đi. Ăn đã đi con. Ăn thủ ăn. Đi học đến 12 á, đâu có thời gian ăn đâu. Dạ, bữa trưa đi học về là phải ăn riết con nặng đi hả? Chiều đi học tiếp. Mà trưa bắt đầu ăn cũng ngon lành. Chả giò này mình ăn với bún thì cũng ngon mà. Chấm là kiểu tương ớt nha. Tương ớt tương xay cũng ngon. Có nhiều kiểu ăn. Mà mình ăn gì nó sẽ ngon bụng hơn. Ừ. Mình ăn như buổi cơm chiều của mình luôn. Ăn gì nó mau ngán. Đúng rồi, ăn gì nó mau ngán nữa. Hết rồi, hết lượt á. Đúng Thành. Dạ được. Chọn lên cho điều. Gắp sao vừa có bún vừa có chả giò ta. Gắp thì đây vừa có bún vừa có chả giò. Nó nước như nó mềm. Ăn gì ấy giòn. Cái chả giò của mẹ nó đẹp. Thứ đậu phẩm. Ở phía bên trong là khoai đồ đó nha. Khoai củ vàng xanh đỏ. Cô Tư làm dưng này như nào cũng ngon. Bánh bao, nhưng bánh ít thì bánh nào cũng ngon. Ngon quá. Ngon hết nói luôn hả? Hết nói luôn. Mà cái chả giò ré là chiên lên nó không có vàng giống như chả giò kia. Nó giòn. Sư Hùng Bi nói ngon hả? Tan trong miệng. Nó giờ rồi đó. Cũng hết rồi. Hết rồi đó, dùm miếng nữa. Ngon. Sườn thơm miếng bún rồi. Cô mẹ rau gấp cho. Rau mẹ đây nè, gấp rau. Thôi được rồi. Dạ. Thành nó không thích rau thơm. Này nó còn trẻ thơ. Nó không thích rau thơm. Đúng rồi, mẹ có gấp rau thơm nữa cho. Rồi mẹ, bên này mẹ gấp được rồi. Như thế nào? Vậy thôi cho mẹ miếng nước mắm luôn. Dạ. Đúng không? Chứ cái giò dễ phát hiện nha. Cho mẹ. Nó nhiều cỡ đó. Nhiều cỡ không? Nó nhiều cỡ ngay giờ. Đúng rồi. Vắng, vắng. Nhiều đứa mà, nhiều đứa cuốn mà. Nhiều kích cỡ. Nhưng mà cũng ngon giống nhau. Thì cũng một lợi nhân. Chất lượng bên trong là được rồi. Quan thành đi. Bé vẫn để đi dựng tư gấp thôi. Không sao, sao con để đi dựng tư gấp đi Thành. Có đậu mộng vừa, đậu mộng gan liền thơm. Em thích vậy là đúng rồi, có đậu bì bún. Nó sao gấp về trời nó tối quá à. Đúng rồi. Mới 4:30 à. Tháng 10 á. Ừ. Tháng 10 chưa tối.
Bị nó ăn mặn quá mới ra hết đồ nước mắm kìa. Dạ. Ừ. Chèn nó lên nước luôn à. Ừ. Đây con với Bi chèn lên nước luôn. Nó vừa ăn. Nó vừa ăn mà. Tại vì nước mắm của cô Tư chua chua ngọt, nó đâu có mặn đâu ạ. Tính là người ăn nước mắm quá mà. Con ăn. Hai đứa, cô bún nè. Dạ, à, bún nè con. Em, no lắm à. Bên đây còn nguyên nữa nè. Cô gấp chưa? Dạ, no rồi cô Tư ơi. Nói nghe được nè. Dạ. Ừ. Con biết bên đó tới ba người, bên đây của mình cô Tư à. Đây nè, cô Tư chớp qua nghe. Ừ. Chớp qua đi cho nó ăn đi để mà nó ngại. Bên đây còn thôi, mới có gấp qua được chút xíu à. Thằng thấy hết dĩa. Còn đó nó giảm cơm hay gì cha, nó ăn rau không à. Nó bút bởi vô con. Nó bút bụng chị Ngọc à. Ừ. Không ăn bún nổi rồi, ăn cho giò chơi đi. Sớm lúc chiên này em có ăn dụng vậy cuốn. Trời ơi, dụng mà còn khai nữa. Thèm quá chị không nổi hả? Mà ăn dụng ngon ha. Bất chi nghe nắm hỏi luôn chị. Mà cái nhân chả giò mà có tôm vậy nó ngọt, nó ngon. Cái thịt không ngán á. Ồ, có con đen kìa chị ơi. Đen tới hả? Nè. Chút đi đen. Sáng đi đâu, tôi cho anh ăn mà kêu hoài, không chạy qua. Cũng mất công chuyện rồi chứ đi đây đó. Mà hả đen một chút cho ăn không con, nó thăm từng nhà nó cũng hay chứ, nó biết mình ăn rồi nó đi qua à. Nằm bên sân bởi mà đen một cái rồi chạy vù qua nhấp nó đi thăm. Dạ biết kêu qua khó ăn mà. Vô đeo bầu về dễ ăn. Nó dài á. Dài là 5 giờ sáng. Là trời hừng sáng rồi phải không mẹ? 5 giờ á. Nó hừng hừng. Ừ. 5 giờ rưỡi hôm qua mẹ kêu con kiếm chai về. Con thấy sao trời tối quá trời luôn rồi. Mà coi lại đồng hồ là mới 5 rưỡi à, cũng giờ gãy rồi. Mỗi khi có chân gãy là tới 6 giờ rưỡi nó còn sáng chân á. Ừ. Ừ. Tại trong vườn mình thấy tối chứ ở ngoài ruộng ngoài là còn sáng. Nhà Thành cặp bên trước vườn hả Thành? Dạ. Cam lớn dữ chưa? Bữa nào rủ nhau qua nhà Thành chơi mửa hả? Dạ. Dạ. Thành nó dẫn cho đi nhân lưới. À, hôm qua nó mới khoe ba nó đặt được con rùa. Nó đem qua nó tặng cô Tư nuôi. Để anh coi trong hồ đó. Có hồ không? Con rùa hả? Bự không? Ừ. Dạ dạ. Cô Tư nuôi nó trong hồ. Thì sớm Thành có làm chỗ nên nó trú rồi phải không? Dạ. Chỗ leo lên nghỉ. Cô Tư giao cho con. Đó tưởng là con rùa nó đẹp cũng chứ chỗ mình không có con rùa. Đem bắt được con rùa 900 mấy. Giờ quý hiếm á. Không quý hiếm. Tại vì mình ít á nè. Lâu lâu mình mới bắt được nó. Dạ. Nó vô vớt. Nằm hẳn vô vớt. Gấp ăn nữa rồi chị hả? Ừ. Còn mình cả xíu lô ha. Bánh này cũng dễ cuốn chứ. Cho ăn nước mắm đi, múc thêm lại cho. Thôi. Thôi hả? Ngon hả mày hai? Bà cũng no. Ăn bánh chơi đi. Dạ. Ăn Ngọc. Dạ dạ. Nãy Thành có ăn dụng không? Rồi sao thấy ăn ít vậy? Em để, em lấy chia nó mà chị. Món của tôi làm khó xử quá. Ăn sáng hả? Nữa đi nghe Ngọc. Dạ. Có ai dùng à? Chung không? Cho anh miếng đậu phộng à? Dạ. Dạ. Ăn dùng. Tôi sao quên. Tôi nhịp không? Tôi sao quên đậu phộng. Nè, Thành đậu phộng không? Dạ. Ăn rồi hết. Để đây cho nó dễ ăn. Tại hồi nãy chả giò chiên da nóng mà nó thơm quá. Cái ba chị em rủ nhau xin một vài cục. Ăn cho đã đi. Dạ. Ôi trời bán không được vậy đâu. Dễ gì chị à. Mới ăn cái mấy miếng đậu ngon hết lắm rồi.
cái nọ là hết ngon rồi. Ăn thiếu thiếu rồi ngon. Cái này nè, nó cút dầu vô nó cũng dễ ra nữa cha. Nhưng nè nó không ngán. Tại vì rau củ cái quấn cái vỏ ngoài nó thưa. Yeah. Có dầu nó cũng dễ chảy ra. Nhìn như nó hút dầu hơn cái bánh bía đó nè. Bánh này nó hút dầu xong rồi cái mình để cái tờ giấy là nó ra hết trơn rồi. Bánh bía là con thấy làm xong nó cũng còn dầu ở trong rồi đúng không? Nó hút dầu. Ôi, một cuốn này nữa là no rồi mẹ ơi. Quá chừng ngon. Bữa nay là ngon quá. Đúng rồi hả? Dạ. Miếng dưa leo.